Xin chào các bạn, mình là Gia Hiếu Trai Music. Và bây giờ các bạn cũng có thể thấy thời điểm hiện tại là cánh đồng đã gặt xong rồi. Thời điểm này cũng là cuối tháng 4, hôm nay là ngày 27 tháng 4. Và mưa thì vẫn chưa xuống nha các bạn. Ở khu vực mình rất là nóng, không biết các bạn như thế nào. Cũng 5 giờ chiều, gần 5 rưỡi rồi nhưng mà nóng như buổi trưa luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay một số cảnh ở phía khu vực làng của mình để cho bạn cùng xem. Chắc hẳn là những bạn ở thành phố khó có thể tìm được những cái cảnh như thế này. Vậy thì các bạn hãy xem hết video này nha. Phía bên này là cái chòi người trên đây gọi là tôm để khi người ta cắt lúa xong người ta không mang về nhà kịp, có thể bỏ đây gọi là kho như các bạn. Và thông thường một thửa ruộng hay là một đám ruộng của một cái hộ nào đó người ta sẽ làm cái tôm để thóc để lúa, và đôi khi người ta làm phía sau nhà giống cái nhà kho. Chị nhập nó.
bấm này này. Ô hên mà. Bấm. Ô hên. Ô bấm nó nha. Mình hoạt rắc nó nhiều vậy đâu. Mà tự xị nó không hoa nó. Mà tí. Mà tí rứ. Cái lập làng. Cái lập làng nó xăm việc. Má lực bắt. Chạm. Chạm ăn rượu. Chạm ăn rượu. Như. Chạm ăn rượu.